quý vị, hôm nay chúng tôi nói chuyện về đề tài thứ 5, lời tuyên bố của ông Phạm Cao Dương về cách mạng tháng 8. Đây là bài nói chuyện trực tuyến lần thứ 5 trên Facebook của Trang Nhà. Kính thưa quý vị, hiện tượng bội bạc với lịch sử ngày nay đã bắt đầu trong giai đoạn gần đây do những thế lực đánh phá đất nước. Chúng tôi đã từng nghe những luận điệu ngang ngược trên các mạng xã hội, nhưng cho đó là những kẻ thất học, bị tuyên truyền để phủ nhận các đại anh hùng của đất nước, những vị tiền bối mà cả thế giới phải nể trọng vì trí lực và tấm lòng đối với tổ quốc của mình. Điều không ngờ là những tuyên truyền rẻ tiền đó lại được in thành sách, nói thành lời từ chính miệng, chính tay của một người có học vị, lại ở trong ngành sử đồng nghiệp với giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Cao Dương. Chúng tôi rất lấy làm lạ, cùng những dữ kiện lịch sử như nhau lâu hơn nửa thế kỷ, nhưng cũng chưa quá cũ để mất hết những nhân chứng còn sống. Cũng những sự kiện đó, những dữ kiện đó, vậy thì yếu tố nào đã làm nên góc nhìn lịch sử trái ngược như thế? Chắc chắn phải có yếu tố con người, tức yếu tố cảm tính, đảng phái, yêu ghét mà ra. Có nên chăng người viết sử đặt mình trong một phe phái dù không tuyên bố như thế? Nhưng chúng tôi để lại những nhận xét này cho giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Hy vọng rằng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng những dữ kiện có thể là ông Phạm Cao Dương thiếu sót để soi rõ vấn đề lịch sử này. Chúng tôi hy vọng giáo sư Quang sẽ giải đáp được những thắc mắc. Nếu mà lần này không đủ thì chúng tôi lại chuyển sang lần sau. Xin kính chào quý vị và giới thiệu giáo sư Nguyễn Mạnh Quang về câu tuyên bố biến cố 19 tháng 8 1945 và bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 1945 của cụ Hồ Chí Minh là không cần thiết cho dân tộc Việt Nam. Câu của ông Phạm Cao Dương, xin mời giáo sư. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, đọc cái tựa đề trước khi bão lụt tràn tới Bảo Đại, Trần Trọng Kim và đế quốc Việt Nam, tôi cảm thấy ông Phạm Cao Dương có cái dã tâm không những chỉ mạt sát và triệt hạ cái đại công nghiệp của toàn thể nhân dân ta đã giành lại được chủ quyền độc lập từ trong tay liên minh xâm lược Pháp Vatican và từ liên minh xâm lược Mỹ Vatican, từ đó, mà lại còn tỏ thái độ vong ơn bội nghĩa đối với tất cả các lực lượng nghĩa quân của các thế hệ tiền nhân ta đã nối tiếp nhau chống lại liên minh xâm lược Pháp Vatican từ thời vua Minh Mạng cho đến năm 1945, và đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đối với mặt trận Việt Minh và đối với hàng triệu người đã quyết tâm gia nhập hai tổ chức yêu nước trên đây. Cũng là đối với toàn thể nhân dân ta đã hết lòng bỏ công, bỏ của, bỏ cả sinh mạng ra đóng góp với hai cuộc chiến 1945-1954 và cuộc chiến 1954-1975 để hoàn thành hai nhiệm vụ lịch sử trọng đại trên đây đối với Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, về câu nói biến cố 19 tháng 8 1945 và bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 của cụ Hồ Chí Minh là không cần thiết trong cuốn sách mà ông Phạm Cao Dương vừa mới ấn bản. Tôi có cảm tưởng rằng câu nói này của ông na ná giống như mấy bài thơ của ông Tôn Thọ Trường có chủ tâm chê bai, nhèm pha, miệt thị và triệt hạ công lao cũng như giá trị của các lực lượng nghĩa quân kháng chiến của nhân dân miền Nam dưới quyền lãnh đạo của các nhà ái quốc trong Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Phan Tôn, Phan Liêm trong thập niên 1860. Tôi xin lấy lại cái bài thơ ngạo mạn, thiếu giáo dục của ông Tôn Thọ Tường dưới đây. Giang Sơn ba tỉnh còn đây, trời đất xui chi đến nỗi này, chớp ngán thẳng buôn dây thép kéo, mây tuôn đen kịt khói tàu bay, săn văn thầm tính thương đôi chỗ, khấp khởi riêng lo biết những ngày, miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc, khuyên đàn quân trẻ chớ thầy lai. Thầy lai lại chuốc lấy danh như, ai mượn mình lo việc bá vương,
trẻ dại giếng sâu lòng chẳng nỡ, đường xa ngày tối tuổi không chờ, áo chiêm chán ngấy săn tay thợ, xe ngựa nào toan gỡ nước cờ, rủi rủi may may đâu đã chắc, miệng lằn lưỡi mối hãy tai ngơ. Tôi thấy rằng cái bài thơ này quả thật là ông Tôn Thái Tường quá khinh thường và chê bai dèm pha cái lực lượng, các lực lượng kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam lúc bây giờ. Tôi thiết tưởng rằng là một người đào tạo trong ngành sử học và giảng dạy lịch sử tại các trường học ở Việt Nam, hẳn là ông Phạm Cao Dương cũng dư biết là ý nước lòng dân vào thời điểm năm 1945, sau gần 80 năm dưới thống trị của Liên minh xâm lược Pháp Vatican, và nhất là vừa mới kinh qua nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử, với 2 triệu người chết đói tức tưởi trước mắt những người thân thương trong gia đình, những quan mà đấy mà. Bà lắm những tác phẩm lịch sử của ông được công bố trong nhiều năm gần đây. Tôi có cảm tưởng hình như là ông không biết gì về cảnh, tình cảnh và lòng dân ta vào thời điểm đó. Vì thế tôi xin ghi lại đây những dòng thơ nói lên lòng dân hăng hái, nô nức của cả nước cùng hăng hái lên đường, quyết tâm hy sinh thân mình chiến đấu cho đại cuộc cứu nước dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Việt Minh. Bài thơ nói như sau: trong mắt tôi đã thấy lên đường dân tôi, người trước nối người sau, tay trong tay kết chặt một vòng, đi đòi lại núi sông trong tay giặc. Thế giặc mạnh lấy gì mà chống đỡ, lời diễn hồng vạn tiếng quyết tâm, phải trải xương, phải đổ máu với quân thù, phải đoàn kết triệu bước chân dấn bước. Từ sông Hồng xuôi về sông Cửu, từ đồng bằng nối mãi tới Trường Sơn, khắp đơn sông vang dội bước quân hành. Tay gió mát và quân tim sôi máu, trong ánh mắt triệu niềm tin rực sáng, buổi quân về giải phóng Việt Nam. Quê hương tôi hôm nay đã thấy những mẹ già, chị gái làm hậu cần với quân, những thanh niên hôm nay đã làm anh kháng chiến, những em bé 15 gánh vai trò liên lạc, cả nước đồng một lòng đứng lên tiêu diệt giặc. Lời réo gọi của non sông đất nước, các anh xin đứng dậy lên đường. Bài thơ này là của ông Nguyễn Tố Chi. Bài thơ này nói lên cái sự thật về lòng dân hừng hực sôi sục của cả nước vào cái thời điểm 1945 và đáng năm dài kể từ đó cho đến ngày 30 tháng 4. Trong lúc đó thì cả nước cùng lên đường, trong đó có cá nhân tôi lúc bấy giờ còn là em bé học sinh tiểu học cũng quyết tâm lên đường, đi theo các lớp đàn anh lớn tuổi hơn để cùng góp sức đòi lại núi sông cho dân tộc. Xin quý vị hãy nhìn cái hình ảnh mà dân ta chết đói thời bấy giờ. Cái nạn chết đói này đã làm cho tất cả người Việt Nam căm thù đến tột đỉnh và cương quyết làm thế nào để cái nạn chết đói này không thể tái diễn ở cái đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta. Mà muốn làm như vậy thì làm thế nào để không còn cái sự hiện diện của giặc Pháp, giặc Vatican và bọn người Việt gian đi theo chúng ở trên đất nước Việt Nam này. Có như vậy thì mới hy vọng giải cứu dân ta thoát khỏi ách thống trị của liên minh giặc Pháp Vatican, để cho dân ta không còn có mang cái nhục làm nô lệ cho người ngoại bang, không còn bị chúng khinh rỉa gọi dân ta là dân tà đạo, dân mòi rợ, dân dã man, để cho nếp sống văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam không còn bị bọn người vong bản phản dân tộc chà đạp, và để cho cái thảm trạng chết đói khủng khiếp nhất trong lịch sử không thể tái diễn được nữa. Đây là sự thật về lòng dân vào thời điểm năm 1945, mà sau này vào đầu thập niên 1970, ngay cả ông Hoàng Văn Đào, một thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong nằm dưới quyền lãnh đạo của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học, cũng đã khẳng định như vậy và được ông giải thích rằng sau 80 năm bị lệ thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập,
và không biết gì đến khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm họ khác. Người dân Việt Nam nghĩ rằng miễn là nước được độc lập, cần còn phải đảng phái nào lãnh đạo cuộc tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy. Cốt là nước Việt Nam của người Việt Nam. Một yếu tố khác nữa, ngót 2 triệu đồng bào chết với vừa qua là cái chết đem linh hồn thức tỉnh, ý chí những kẻ còn sống cũng phải thức phục thù rửa hận cho toàn dân. Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỉ trong đầu óc mọi người dân. Ngoài lửa đã mở bùng, lò thuốc súng đã có người châm, ngoài nổ đã nổ, đoàn thể nào châm chạy cũng chạy theo Việt Minh Cộng sản. Đó là ông Hoàng Văn Đào nói như vậy ở trang cuốn sách Việt Nam Quốc dân đảng, trang 255-256. Ông Hoàng Văn Đào là một nhà ái quốc thuộc thế hệ của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học, và cũng là người đồng chí cùng ông Nguyễn Thái Học khai sinh ra tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng vào năm 1927. Được biết giáo sư Phạm Cao Dương là con người, là con của một thành viên của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng. Dưới thời quyền lãnh đạo của ông Vũ Hồng Khanh, tôi nhận thấy đoạn văn trên đây của ông Hoàng Văn Đào thuộc thế hệ ông cha hay đàn anh trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng đã nói lên sự thật của lịch sử. Một nhà ái quốc đã ý thức được quyền lợi tối thượng của dân tộc và đất nước đặt lên trên hết. Trong khi đó thì ông Phạm Cao Dương thuộc về thế hệ đàn em cũng ở trong đảng Quốc dân đảng ở thời ông Vũ Hồng Khanh, lại không biết gì về ý nước lòng dân lúc bấy giờ mà lại ngang nhiên nói những cái lời bội bạc đối với các tiền nhân ta, giống như những cái người đã từng theo giặc suốt trong chiều dài lịch sử từ cuối thế kỷ thứ 18 cho đến ngày 30 tháng 4 và ngày nay họ vẫn còn tiếp tục chống đối. Phải chăng ông Phạm Cao Dương là ở trong là thành phần, là một thành phần trong những cái tổ chức của những người chống đối đất nước Việt Nam ta từ đấy đến nay chăng? Văn tức biến cố 19 tháng 8 1945 và bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 của ông Hồ Chí Minh mà ông nói rằng là không cần thiết cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết rằng Văn tức là người đọc cuốn trước khi bảo đạo tràn tới bảo đại Trần Trọng Kim và đế quốc Việt Nam. Chúng tôi có cảm tưởng rằng não trạng của tác giả Phạm Cao Dương và những người đồng thuận với ông không khác gì não trạng của quân trên cờ vàng vẫn khư khư cho rằng miền Nam Việt Nam có chính nghĩa. Sở dĩ miền Nam thua là vì miền Nam bị nước đồng minh Hoa Kỳ phản bội. Không biết ông Phạm Cao Dương có biết rằng việc đổ máu đòi lại quyền độc lập cho quốc gia của dân tộc Việt Nam thì cũng giống như cuộc chiến chống đế quốc Anh của nhân dân 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ, cuộc chiến đánh đuổi liên minh xâm lược của dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng thế. Cả hai cuộc chiến này đều phải qua từng bước một. Như sao? Về phía cách mạng của cuộc cách mạng của 13 thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ cũng trải qua từng bước một. Thứ nhất là bước một chiến tranh của nhân dân 13 thuộc địa Mỹ chống lại nước Anh bùng nổ vào ngày 19 tháng 4 năm 1775. Sự bức xúc và căm thù của nhân dân các thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ đối với chính quyền Anh âm ỉ từ nhiều năm trước và bộc phát thành hành động và hình thành tại hội nghị của 9 thuộc địa nhóm họp tại New York như là một chính quyền vào cuối năm 1765. Tại cái hội nghị này họ cùng nhau đúc kết bản kháng thư gửi lên chính quyền Anh với nội dung chống lại những biện pháp đánh thuế bất công đối với nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Chính phủ Anh không những không nghe theo lời của tiếng than của nhân dân Bắc Mỹ mà lại còn dùng bạo lực đàn áp khiến cho tình hình trở nên căng thẳng và tiến đến chiến tranh. Và cuối năm 1774, thống đốc Thomas Gage bắt đầu tổ chức quân đội để sẵn sàng chiến đấu và tiếng súng khai hỏa cho cuộc chiến vang rền vào sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 1775 tại Lexington thuộc tiểu bang Massachusetts. Kể từ đó, nhân dân các thuộc địa Bắc Mỹ công khai chống lại chính quyền Anh tại Bắc Mỹ bằng súng đạn, nghĩa là từ khi đó nhân dân Bắc Mỹ đã có thế lực quân sự lẫn chính trị, tức là chính quyền đó.
để quyết tâm theo đuổi đòi lại chủ quyền độc lập cho nhân dân Bắc Mỹ. Bước 2, công bố bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 76. Cuộc chiến tiếp diễn từ ngày 19 tháng 4 năm 75 cho đến 4 tháng 7 76, hội nghị lục địa tức là chính quyền của thuộc địa mới công bố bản tuyên ngôn độc lập để nói cho toàn thể nhân dân các thuộc địa Bắc Mỹ, cho chính quyền và nhân dân Anh tại chính quốc. Và nhân dân thế giới biết rằng kể từ ngày công bố bản tuyên ngôn này, 13 thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ chính thức là một quốc gia độc lập, không còn có liên hệ gì với đế quốc Anh về chính trị cũng như về hành chính, quân sự, tư pháp, kinh tế và tài chính nữa. Bước thứ ba, dù rằng súng đã nổ vào ngày 19 tháng 4 năm 1975 và chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày, dù rằng đã công bố bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, nhưng chính quyền Anh ở chính quốc Anh vẫn không nhìn nhận chủ quyền độc lập của nhân dân Bắc Mỹ và vẫn gửi quân sang Mỹ với quyết tâm diệt tận gốc, chốc tận rễ cả chính quyền và quân đội kháng chiến của nhân dân Bắc Mỹ. Trong đó ý đồ với ý đồ là phục hồi quyền lực của đế quốc Anh tại Mỹ Châu. Vì thế mà cuộc chiến giữa nhân dân Bắc Mỹ và chính quyền đế quốc Anh càng ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt và kéo dài cho đến ngày 19 tháng 10 năm 1781. Ngày đó, trong trận tại Yorktown, đạo quân Anh dưới quyền chỉ huy của tướng Cornwall bị thảm bại và phải đầu hàng. Vì thảm bại mà phải đầu hàng của đoàn quân viễn chinh Anh tại hội, cho nên tại hội nghị Paris mới phái đoàn Anh mới nghiêm chỉnh thương thuyết với phái đoàn của chính quyền Bắc Mỹ và công nhận chủ quyền độc lập của nhân dân Bắc Mỹ, và hòa ước này được ký kết vào năm 1783. Đó là cái cuộc cách mạng của nhân dân Bắc Mỹ đã thành công như vậy và cũng phải kéo dài trong nhiều năm chiến tranh. Bước đầu là chuẩn bị chiến tranh, bước thứ hai là tuyên ngôn độc lập, và bước thứ ba là tiếp tục chiến đấu cho đến khi quân Anh bị đánh bại. Về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nó có những cái bước đường đi giống hệt như vậy. Dưới đây là đó, những bước đường này. Bước 1, sự bức xúc và căm thù của nhân dân Việt Nam đối với Pháp và Vatican khởi phát từ cuối thế kỷ thứ 18, khi có sự hiện diện của quân lính người Pháp và các tên cố đạo trong hàng ngũ quân đội Nguyễn Ánh chống lại nhà Tây Sơn. Sự bức xúc và căm thù này của nhân dân ta càng ngày càng trở nên mãnh liệt khi thấy rằng bọn cố đạo người Âu Châu càng ngày càng tỏa ra lấn lướt, càng và càng can thiệp vào nội tình Việt Nam một cách công khai và trắng trợn hơn. Tình trạng này đã khiến cho cả nhân dân ta và triều đình Huế vô cùng bức xúc và thù ghét đạo Cato đến tận xương tận thủy. Cũng chính vì thế mà vua Minh Mạng phải ban hành luật cấm đạo vào đầu thập niên 1820. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ và rõ ràng trong bài viết có nhan đề là Nguyên nhân triều đình Huế ban hành lệnh cấm đạo. Xin quý vị vào cái link mà chúng tôi sẽ nói ở trong bài viết, về đọc cái bài viết này. Rồi sau đó, ít năm, giáo dầu Vatican lại vận động thành lập Liên minh Thánh Pháp, Tây Ban Nha và Vatican đem quân tấn chiếm Việt Nam và triều đình Huế thời vua Tự Đức. Vua Tự Đức không chống cự nổi, đành phải cúi đầu chấp nhận các hiệp ước Nhâm Tuất 1862, Giáp Tuất 1864, Quý Mùi 1883 và Giáp Thân 1884. Theo đó thì triều đình Huế phải đầu hàng, nhận chịu hết tất cả những điều kiện do quân giặc đưa ra để được yên thân, cam phận làm bù nhìn cho liên minh giặc Pháp Vatican thống trị Việt Nam. Thế nhưng dù vua quân đã hàng rồi, dân còn quyết chiến dưới đuổi người ngoại bang. Kế đó chiến tranh thực sự đã bùng nổ, khi thì âm ỉ, khi thì mãnh liệt, giữa một bên là chính quyền bảo hộ của liên minh giặc Pháp Vatican cùng với triều đình bù nhìn nhà Nguyễn với gần 2 triệu quân chinh bản địa tiếp tay, và một bên là toàn thể dân tộc Việt Nam được thể hiện ra qua các tổ chức kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của các nhà ái quốc như Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Huỳnh Mẫn Đạt, Mai Xuân Thưởng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiên Thuật, Đinh Công Tráng, Hoàng Hoa Thám, Trịnh Văn Cấn, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Thái Học cùng với các đồng chí của ông trong Việt Nam Quốc Dân Đảng,
Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Việt Minh. Thành quả của cuộc chiến của nhân dân ta là nhờ tại lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh mà nhân dân ta đã giành lại được quyền chủ quyền độc lập từ trong tay của quân Nhật. Vì lúc đó Pháp đã thua Nhật và đang chuẩn bị đem quân sang tái chiếm Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 8, dân ta đã cướp lại được chính quyền và thành lập chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên vào ngày 28 tháng 8 năm 1945. Thế là tới đây, nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đã thành lập được có cái cơ sở quân sự, dù là yếu, cũng là có cái lực lượng để chuẩn bị chiến đấu và có chính quyền đàng hoàng. Bây giờ bước sang đến thứ hai, đã có cái cơ sở, cái lực lượng chiến đấu quân sự và có chính quyền, chính phủ Hồ Chí Minh cũng bắt đầu tuyên bố bản độc lập vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 45, giống như bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1776. Tức là vào khi đó thì nhân dân Bắc Mỹ đã có thế lực quân sự và cũng đã có chính quyền. Trong bản tuyên bố này, cụ Hồ Chí Minh công bố là để nói cho nhân dân ta cũng như nhân dân Pháp, chính quyền Pháp và nhân dân thế giới biết rằng kể từ ngày này, nước Việt Nam ta độc lập và nhân dân Việt Nam không còn có liên hệ gì với nước Pháp về chính trị, về hành chính, về quân sự, về kinh tế và cũng như về tư pháp. Sang đến bước thứ ba, dù rằng chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã công bố bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chính quyền Pháp và giáo triều Vatican cũng vẫn cương quyết không chịu nhìn nhận quyền độc lập của dân tộc ta và chúng vẫn âm mưu cấu kết với nhau bổ nhiệm tên cựu linh mục Đạc Giang Liê làm cao ủy Đông Dương đem quân sang tái chiếm Đông Dương. Đây là hình ảnh của tên linh mục được cả Pháp Vatican đồng thuận bổ nhiệm làm cao ủy Đông Dương đem quân sang tái chiếm Đông Dương với mục đích là khích lệ cái gần 2 triệu giáo dân đi theo để chống lại quân đội thánh chiến của nhân dân ta. Cái mục đích đem quân sang tái chiếm dân Việt Nam không có cái mục đích gì ngoài ra là phục hồi quyền lợi của người Pháp và của Vatican tại Việt Nam. Tướng De Gaulle cuối cùng chính vì thế mà cuộc chiến của dân ta chống lại người Pháp phải kéo dài cho đến 9 năm và càng ngày càng trở nên khốc liệt. Cuối cùng thì trận đánh quyết định ở tại Điện Biên Phủ và tướng De Castries cùng hơn 10.000 quân Pháp đồn trú tại đây bị quân dân ta đánh bại. Và nhờ cái trận này đánh thắng này của nhân dân ta ở đây mà phái đoàn Pháp ở tại Hội nghị Geneva 1954 mới nghiêm chỉnh thương thuyết với phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị công nhận chủ quyền độc lập của người Việt Nam và rút quân về Pháp. Phần trình bày trên đây cho thấy rằng sự cố liên quân Pháp Vatican bị thảm bại Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 và hậu quả của nó giống y hệt như sự cố quân đội Anh bị thảm bại tại Yorktown vào ngày 19 tháng 10 năm 1781 và hậu quả của nó. Đáng lý ra nhiệm vụ lịch sử đòi lại chủ quyền độc lập của và toàn thể vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam đã được hoàn thành kể từ đó, tức là vào tháng 7 năm 1954. Thế nhưng Vatican và Hoa Kỳ lại cấu kết với nhau tìm cách cưỡng chiếm miền Nam với dã tâm biến phần đất này thành một quốc gia riêng biệt để vừa làm tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á, vừa tiến hành kế hoạch Kitô hóa dân miền Nam bằng bạo lực để với theo chỉ tiêu của ông Ngô Đình Nhu đã tuyên bố. Ông Ngô Đình Nhu tuyên bố như thế này: tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục, tức là Giám Mục Ngô Đình Thục, sẽ lần lượt tiến đến chỗ mà hội truyền giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt được. Còn chúng ta chỉ cần cầm quyền 10 năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo công giáo hết. Cái bản văn này được ghi ở trong cuốn sách Đệ Nhất Phu Nhân tập 1 của tác giả Hoàng Trọng Minh, nơi trang 428.
Chính vì thế mà nhân dân Việt Nam lại phải lao vào cuộc chiến đánh đuổi, lao vào cuộc chiến đánh đuổi liên minh xâm lược Mỹ Vatican để đòi lại miền Nam, đem lại toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Cuối cùng Mỹ cũng phải lùi bước trước sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí cương quyết chiến đấu của dân tộc Việt Nam để bảo toàn lãnh thổ của đất nước. Vì thế mới có hội nghị Paris đưa đến hiệp ước 27 tháng Giêng năm 1973. Theo đó thì Mỹ sẽ phải rút hết quân về Mỹ để được chính quyền Hà Nội trao trả hết tàu binh của người Mỹ đang bị giam giữ ở miền Bắc và để mặc cho người Việt Nam giải quyết vấn đề Việt Nam của người Việt Nam. Mỹ rút quân về nước và cúp hết tiền viện trợ nuôi báu cô của nợ do Mỹ và Vatican tạo ra vì mất hết nguồn lợi do Mỹ cung cấp nuôi sống chính quyền Sài Gòn và đạo quân đánh thuê ở miền Nam, rơi vào tình trạng rã ngũ tan hàng vào ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975. Nhờ vậy mà đất nước ta mới được thống nhất trở lại vào ngày 30 tháng 4 1975. Sự thực lịch sử là như vậy. Để biết rõ hơn, chúng tôi cũng cần nên biết rằng cuộc chiến của nhân dân Việt Nam đánh đuổi liên minh giặc Pháp Vatican để đòi lại chủ quyền độc lập cho dân tộc và cuộc chiến trục xuất liên minh xâm lược Mỹ Vatican ra khỏi đất nước Việt Nam để đòi lại miền Nam cho Tổ quốc quả thật là vô cùng khó khăn, cực kỳ gian khổ nhưng cũng rất oai hùng. Nhờ vậy mà người Việt Nam mới được người khắp năm châu bốn bể nể vì, cờ Việt Nam mới được tung bay cùng với các lá quốc kỳ của gần 200 quốc gia khác trên trước cửa tòa nhà Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Chính quyền Việt Nam mới có chỗ ngồi trang trọng trong tổ chức Liên Hợp Quốc. Ấy thế mà ông giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương lại không cảm thấy sung sướng và hãnh diện về cái thành quả của hai cuộc chiến trên đây của dân ta. Không những thế, ông Dương còn đành lòng viết rằng biến cố 19 tháng 8 45 và bản tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 của cụ Hồ Chí Minh là không cần thiết cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi tha thiết mong mỏi mọi người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước lên tiếng về vấn đề này để rộng đường dư luận. Thứ hai, sự thực là chính quyền miền Nam cũng như quân đội miền Nam đều do Hoa Kỳ và Việt Nam, Vatican dựng lên và nuôi dưỡng để làm tay sai phục vụ cho nhu cầu chiến lược của Hoa Kỳ và tham vọng của Vatican mà thôi. Thế nhưng các ông tu sĩ áo đen và tập thể quân chuyên người Việt cũng như những người đồng minh với họ lại không nhìn nhận sự thật này. Họ không biết hay không biết mà không cần biết đến. Cả miền Nam Việt Nam và quân đội miền Nam cũng như chính quyền miền Nam đều là di sản của liên minh xâm lược Pháp Vatican trong thời 1945-54 để lại cho liên minh xâm lược Mỹ Vatican. Hơn thế nữa, trong khi các nhân vật lãnh đạo cao cấp trong chính quyền và quân đội miền Nam như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Đại tướng Nguyễn Khánh và một số đã một thời là Thủ tướng của chính quyền miền Nam và Đại tướng Cao Nguyên Viên, Tổng tham mưu quân đội Việt Nam đều thẳng thắn nhìn nhận rằng cả chính quyền Sài Gòn cũng như quân đội miền Nam Việt Nam chỉ là làm tay sai cho Mỹ và đạo quân miền Nam chỉ là đạo quân đánh thuê cho Mỹ và Vatican. Đây là sự thật, và sự thật này cũng được tác giả Frank Snap ghi lại rõ ràng trong cuốn sách Cuộc tháo chạy tán loạn trong bộ sách Cuộc tháo chạy tán loạn tập 1 toàn tập rằng Diệm Thiệu là tướng tá quân lực Việt Nam chỉ là bọn bù nhìn tay sai Việt gian phản quốc và lính đánh thuê mà thôi. Tôi xin nhờ ban biên tập đọc cái đoạn văn này. Đó, Tổng thống Việt Nam. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, anh Minh Lê Góp nơi xứ người, tam đại Việt gia Ngô Đình Diệm đã được Tổng thống Kennedy nói rằng năm 1963, chính quyền Kennedy đã nhận thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm là công cụ của Cộng sản và đã quyết định Diệm phải ra đi. Cơ quan CIA đã thực hiện cuộc ám sát kết quả đưa đến cái chết của ông ta vào tháng 11 năm 1963. Và Phó Tổng thống Johnson trả lời một phóng viên như thế này: Ngô Đình Diệm có phải là Churchill Á Châu không? Xin bỏ cái phần anh văn.
Còn Ngụy Quân Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh hùng đã được Murray, giáo sư báo chí tại trường đại học UCA, đã xúc phạm đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bằng một bài báo được đăng tải trên tờ Los Angeles Times, nói rằng quân lực này nổi tiếng hiếp dâm và ăn cướp. Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa Đại tướng Nguyễn Khánh thì oán than như sau: chính thằng đại tướng Maxwell Taylor đã đuổi tôi ra khỏi nước. Và khi ra khỏi nước, tôi có đem theo nắm đất quê hương, nhưng nay không còn nữa vì tôi vô tình đã làm rơi trên bãi cỏ. Còn ông Nguyễn Cầu Kỳ nói rằng, ông tướng Nguyễn Cầu Kỳ nói rằng, ông Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm kép nhất. Vì vậy, ai cũng cho rằng thực chất đây là một cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. Còn Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố, Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn chống cự. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Cao Văn Viên ngán ngẩm buộc miệng sổ toẹt ra. Chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh. Trách nhiệm chiến đấu là của người Mỹ. Chính sách đó do Mỹ đề ra. Chúng ta chỉ theo họ mà thôi. Đấy, trong cuộc chạy tháo loạn toàn tập của Frank Snap, bài 3. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp theo. Tôi cũng thành thực mà nói rằng nếu không có biến cố 19 tháng 8 năm 45 thì khi Pháp và Vatican đem quân sang tái chiếm Đông Dương, xin hỏi rằng dân ta không, chắc chắn là dân ta không thể nào có được chiến thắng Điện Biên Phủ và có chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Và đất nước chúng ta vẫn còn nằm dưới ách thống trị của Liên minh Pháp Vatican, và nếu Pháp và có rút khỏi đi nữa thì và cháu trả độc lập cho ông Bảo Đại hay một tín đồ Cato nào đó thì đất nước chúng ta sẽ còn tệ hơn cả các nước trong Mỹ Latin, tệ hơn cả nước Phi Lê Tân, nghĩa là nền văn hóa cổ truyền của dân tộc ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt và chắc chắn nước ta sẽ xảy ra những cuộc tắm máu vô cùng khủng khiếp, còn hơn cả những cuộc tắm máu ở Croatia trong những năm 1941-45, hơn cả những cuộc tắm máu ở miền Nam do bạo quyền nhà Ngô và bọn kiêu dân công giáo Ngô Đình Diệm chủ trương và chủ động, và còn ghê gớm hơn cả cuộc tắm máu ở Rwanda trong mấy tháng mùa hè năm 1994 do giám mục Augustin Miyagi chủ trương và chủ động. Tôi cũng xin nói rằng tôi rất hãnh diện và vô cùng sung sướng thấy rằng Việt Nam ta đã hoàn toàn độc lập, đất nước ta đã được thống nhất, mức sống của dân ta đã được nâng cao gấp nhiều lần so với mức sống của dân ta ở cả miền Nam và miền Bắc trong những năm trước năm 1975. Và dân trí người Việt ta đã được nâng cao, đã tiến hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy không được vui khi thấy rằng còn có một số người không chịu mở tâm hồn, mở mắt ra để nhìn ra được những sự thật mà chúng tôi đã nói ở trên. Họ vẫn còn triền miên trong cơn mộng du, mơ ước sống lại cái thời trăm năm nô lệ giặc Tây, 20 năm sống với bọn kiêu dân công giáo của thời Ngô Đình Diệm, mà không cảm thấy, họ mơ như vậy mà không cảm thấy đau lòng khi thấy rằng bọn người quần nô vô tổ quốc khinh rẻ người mình như là một thứ người man di, mọi rợ và tà đạo. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến bài thơ Hai chữ nước nhà của nhà thơ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải. Trong đó có mấy dòng thơ: kiếp luyện cuối, đỉnh chung cũng nhục, thân tự do trên trúc mà vinh, quán nơi nhớ nước sinh thành, sao cho để khỏi ô danh với đời, chớ lần nữa theo loài nô lệ, bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai, đem thân đầy đọa tôi đòi, nhục nhằn bêu rứa muôn đời hay chi. Sống như thế, sống đê, sống mạt, sống làm chí thêm chặt non sông, thà rằng chết quách cho xong, cái thân cậu trẻ ai mong có mày. Đó là cái đề tài mà nói về phần 1 của cái lời tuyên bố của ông Phạm Cao Dương.